Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với UEFA Nations League và trận đấu sẽ là trận đấu giữa Iceland và đội tuyển Anh. Đội tuyển Iceland đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua. Gây ấn tượng nhất của đội bóng xứ băng đảo này là việc giành vào vòng chung kết Euro 2016 và bất ngờ tới vòng tứ kết. Đoàn quân của huấn luyện viên Erik Hamren cũng đã có lần đầu tiên tham dự World Cup 2018. Mới đây Iceland cũng đã có chuyến chạy đà tương đối ấn tượng khi giành chiến thắng 1-0 trên sân El Salvador. Trong khi đó, màn trình diễn của đội tuyển Anh ở những trận đấu qua đã chấp nhận được. Tam sư giành được 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất một trận, đó là trận thua với tỷ số 1-2 trước Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu hơn, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate được đánh giá cao ở trận đấu này, bất chấp họ phải làm khách trên sân Laugardalvøllur. Về lực lượng, cả hai đội tuyển đều có trong tay những con bài quan trọng nhất. Tuy nhiên, bên phía đội tuyển Anh, nhiều khả năng những gương mặt trẻ như là Foden, Rice, Grealish hay Sancho sẽ được trao cơ hội thử lửa. Bên cạnh đó sẽ là sự có mặt của đội trưởng Harry Kane, người đã có 32 bàn thắng sau 45 trận đấu qua đội tuyển quốc gia. Ngôi sao sáng nhất bên phía đội chủ nhà là Coben Sibokson. Tiền đạo 30 tuổi đang khoác áo AIK đã có 26 pha lập công trong màu áo Iceland. Ở hai lần chạm trán trong quá khứ, mỗi đội đều sở hữu một chiến thắng. Tuy nhiên, lần gần nhất gặp nhau ở Euro 2016, Sư tử Anh đã nhận thất bại 1-2 trước Iceland. Đội tuyển Iceland thi đấu khá tốt ở những trận đã qua. Đội bóng vùng băng đảo bất bại với 5 trận vừa qua và có 4 trận thắng. Anh cũng đã có 4 chiến thắng và 1 thất bại ở 5 trận đấu gần nhất. Và thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ của trận đấu này đội tuyển Anh sẽ chấp đội tuyển Iceland là 1/1/2. Lối chơi dựa về nền tảng thể lực với dàn cầu thủ Bắc Âu to cao về thể hình của Iceland là rất khó chịu với những đội bóng ưa thích tấn công. Nên nhớ lần đối đầu gần nhất đội bóng xứ băng đảo đã đánh bật đội tuyển Anh khỏi Euro 2016. Với lợi thế sân nhà, nhiều khả năng Iceland sẽ được lựa chọn với kèo chấp cao như thế này. Và tài xỉu của trận đấu này có tỷ lệ là 2/3/4. Hàng công của đội tuyển Anh đang chơi khá tốt với việc ghi tới 23 bàn ở 5 trận đấu gần đây. Trong khi đó Iceland với lối chơi phản công nhiều khả năng cũng có thể ghi được bàn thắng vào lưới của đối thủ và nên lựa chọn tài ở trận đấu này. Chúng tôi cũng đưa ra nhận định rằng đội tuyển Anh sẽ vượt qua Iceland với tỷ số là 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.